Tại sao người ta lại cúng bái nhiều vào rằm tháng giêng thế nhỉ? Mà tại sao tháng 1 được gọi là tháng giêng, tháng 12 lại được gọi là tháng chạp? Tại sao người ta cứ đồn thổi tháng giêng là tháng ăn chơi? Hãy cùng mình giải mã ngay sau đây! Có thể là tháng cửa riêng mình, nó là tháng đầu năm riêng biệt, kiểu tháng 1 là tháng đầu ấy, nên là nó mới tên là tháng riêng. Tháng 1 là tháng riêng vì những cái mà kiểu ông táo ấy à? Thì sẽ là kiểu khi mà đi về trời à, thì thả cá thì người ta hay gọi là tháng riêng à. Câu hỏi này có vẻ khá khó đối với các bạn học sinh. Thật ra nguồn gốc của chữ riêng trong tháng riêng bắt nguồn từ chữ chính trong tiếng Hán. Thời xa xưa, Trung Quốc rất coi trọng tháng 1 nên họ gọi tháng 1 là chính nguyệt. Nguyệt nghĩa là trăng nhưng cũng có nghĩa là tháng. Chính nguyệt là tháng chính, tháng đầu tiên của năm. Khi chuyển sang chữ nôm thì chính lại được đọc là chiếng. Vì vần ing khi nôm hóa hay được gọi là yêng. Lâu dần ở Việt Nam người ta đọc chệch thành riêng. Cái tên tháng riêng bắt đầu từ đó. Còn tháng chạp thì sao? Từ chạp có nguồn gốc từ chữ lạp trong tiếng Hán. Ở Trung Quốc, lạp là lễ tế thần vào dịp cuối năm. Và tháng cuối năm này cũng được gọi là lạp nguyệt. Về đến Việt Nam thì nó được đọc chệch đi là chạp. Tên gọi tháng chạp cũng xuất phát từ đây. Rằm tháng riêng là ngày mùng 1 đúng không? Để cái bàn ra ngoài xong thì cho mấy cái đồ lên đấy xong thì thắp cái gì thì đấy xong thì cúng. Chả biết chắc là văn hóa nên là không để ý lắm. Tại cái ngày đấy là kiểu một cái ngày may mắn hay sao? Là tháng 1 đầu năm mới vậy nên là người ta sẽ nghĩ là nó sẽ đem lại may mắn nhiều hơn. Đầu năm là dịp tốt nhất để cầu ạ? Để giải hết vận xui của năm cũ ạ. Chắc là để cầu lộc cho thành viên trong gia đình, cho mọi người mạnh khỏe, con cháu học giỏi, chăm ngoan các kiểu. Thông thường ở nước ta sẽ có 3 ngày rằm rất quan trọng. Đó là rằm tháng riêng, còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng 7 hay còn gọi là Tết Trung Nguyên, và rằm tháng 8 chính là Tết Trung Thu. Rằm tháng riêng quan trọng vì đây là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Với quan niệm đầu xuôi, đuôi mới lọt thì việc lễ lạc vào ngày này là không thể bỏ qua với người Việt. Thậm chí dân gian còn có câu cúng cả năm không bằng cúng rằm tháng riêng, nghĩa là cúng rất to. Hơn nữa, theo văn hóa nông nghiệp ở nước ta từ xa xưa thì cứ sau ngày rằm tháng riêng, bà con nông dân sẽ bắt đầu xuống đồng để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Trước khi xuống đồng, họ cần làm lễ cầu cho mưa thuận gió hòa. Vì thế, ngày nay nhà nào cũng làm mâm cơm mặn cúng ông bà tổ tiên. Xưa kia người ta còn coi nó như một ngày Tết muộn cho những người xa quê chưa kịp về, hoặc cho những người ở lại qua ngày rằm tháng riêng mới lên đường. Người ta gọi Tết Nguyên Tiêu cũng vì có những nơi còn ăn rằm to hơn cả ngày Tết. Đáng chú ý là rằm tháng riêng, những ngôi chùa cũng đông nghìn nghịt, bởi ngoài cúng tại nhà thì nhiều người sẽ lên chùa để cầu an. Người ta truyền tai nhau rằng rằm tháng riêng là ngày Phật giáng thế, vì vậy sẽ linh thiêng hơn bao giờ hết. Các tăng ni, Phật tử thường tập trung đông đủ để tụng kinh, hướng Phật, nên người dân có thể lễ bái, cúng dương, vừa có thể tham gia nghe thuyết pháp và dành những khoảng lặng cho bản thân. Có lẽ đây là một nét văn hóa đẹp, nên cho dù bao nhiêu năm trôi qua, người Việt vẫn duy trì đến tận ngày nay. Là nó ngày Tết. Ngày Tết thì nó tháng chơi. Vâng. Tháng mình mua đồ trang trí nhà. Nhận tiền thì xì Tết. Đúng rồi. Bởi vì tháng đấy là tháng Tết, thời gian mà để chi tiền nên là có bao nhiêu tiền thì đổ hết vào đấy. Vì tháng riêng mọi người rất hay đi chơi. Riêng là kiểu nó có Tết ấy, nên là nó chơi được nhiều. Bởi vì đầu năm thì có thể là người ta thích ăn chơi. Và đầu năm là một năm mới nên là đi chơi vào năm mới cho vui. Nguồn gốc câu ca dao này thật ra xuất phát từ truyền thống làm nông nghiệp lâu đời của nước ta. Đầy đủ của nó là
Tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Cũng có nơi người ta đọc là tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Ngày xưa, đại bộ phận cư dân ở nước ta là làm nghề nông. Đặc điểm công việc theo thời vụ nên có những khi phải làm việc quần quật, nhưng có khi thì chẳng có việc gì. Theo mùa vụ đó, tháng riêng là tương đối nhàn rỗi, bởi đây là thời điểm không thuận lợi cho việc cấy hái. Thời tiết lúc này cực rét hoặc rất thất thường, có gieo trồng cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Người xưa gọi đây là lúc nông nhàn, vì lý do đó nên người ta mới nghỉ ngơi và mở hội hè. Tháng riêng vì thế là tháng có nhiều lễ hội nhất trong năm. Chỉ tính riêng miền Bắc đã có lễ hội Chùa Hương, lễ hội Yên Tử, hội Bà Chúa Kho, hội Lim, hội Gióng, hội Chùa Thầy, hội Chọi Châu và vô kể lễ hội ở các địa phương. Người dân tập trung hội hè nên mới có câu tháng riêng là tháng ăn chơi đấy. Từ lâu trong tâm thức người Việt, rằm tháng riêng cũng quan trọng không kém gì Tết Nguyên Đán. Những giá trị mà ngày này đem lại không chỉ là văn hóa mà còn là một tâm lý vững vàng, một tâm thế lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Chúc cho các bạn sẽ có một tháng khởi đầu thật vui tươi, phấn khởi, lấy đà để chạy hết sức trong năm Giáp Thìn này nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số WeWhy tuần sau.